Oh, you love Lucky. Say my bestie. Oh, oh, Lucky cắn con hả? Lucky. No, 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 no. Say no, 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 no. Ông em đi, ôi ôi, ông Lucky á hả? Trời đất ơi, thương chưa? Thương chưa? Nhu 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 nhu. Ờ, ôi coi kìa. Nhớ như đâu bằng thân âm nhau kìa. Thương dễ, sợ thương chưa? Ờ. Chay rất là tình cảm và ngọt ngào đó nha cô chú. Có thể là mình có thể thấy được rồi đó. Thì sao? Có bị gì con? Bị gì con? Sao con bị gì vậy? Mẹ coi, sao hả? Sao? Cái gì? Chân con bị gì? Baby, what is this? Bernie Sanders? Bernie Sanders on Joe Rogan. Okay, okay. No. Trả lời lại á. Trời, nó là trả lời là số 1 mà. Giờ đi vô. Nè, bây giờ time out nữa nha. Muốn time out không? No, don't give her. No. This is belong to daddy. Cái này của ba, con không được đụng vô. Dạ đi. À. Giỏi, rồi đi ra chỗ khác chơi. Dạ. Buồn gì tùm lum đây trời. Biết ai làm hả? Biết ai làm hả? Con chịu luôn á bà hai, dây này nó đồ khóa đồ của con tùm lum nè bà hai. Wow. Thì đó từ cái bữa thử đồ tới giờ đó. Thử đồ cho người đẹp coi tới giờ đó. Đẹp đi. Còn nhớ cái mặt em đó nha. Mặt nhỏ bầm hết trơn nha. Coi. Mẹ nhà ngày là mặt không bầm vậy hả chị? Mẹ ơi mẹ hung quá bà biểu, hung con hung nó giết mặt bầm luôn bài. Nó tại mấy cái này nè, không phải, không phải, không phải. Kì rất kì kìa, rất kì kìa. Đứng ngoan đàng hoàng, khoanh tay lại. Khoanh tay lại. Trời. Rồi con muốn ăn không? Đứng im đó, đứng im đó. Con muốn ăn không? Dạ. Ăn mẹ. Cho con. Con nói đi, cho con. Please. Can we share? Can we share? Đây nè, ăn đi. Mẹ mở ra cho con nha. Mẹ mở ra cho con nha. Dạ đi con. Ăn đi. Ăn đi. Đó, ăn trong biển đi. Ngon không? Gì cho Lucky bậy không? Lucky đâu biết ăn trong biển đâu con. Lucky không biết ăn trong biển đâu. Thôi. Mệt quá. Ngon không? Đi cho mẹ ăn đi, cho đây mẹ ăn cho. Đưa đây, đấy. Đừng có lên. Ngon không? Ăn đi con. Tự nhiên nó vô nó closet nó đòi lấy ra để nó ăn đó cô chú. Chứ mẹ không hề đưa nó đó. Đó. Ăn là phải đi vòng vòng lại ghế ngồi đi con. Lại ghế ngồi cho thư thả đi. Cầm cái đó lại ghế ngồi cho thư thả đi con. Đó chiếc ghế màu hồng đó. Đó chiếc ghế màu hồng đầy dơ bẩn đó. Lại lên. Ngồi đi con. Ngồi xuống đi con. Đúng rồi. Đó, ăn đi. Ăn một cách thật là sang chảnh. Chỉ cho cô chú cách ăn rong biển sang chảnh coi. Đó là phải để dưới ghế. Xong rồi mình thích cái nào á thì mình giơ cái tay mình bóc miếng đó, bóc lên, bóc lên, bóc lên. Đó, rồi rớt luôn, rồi rớt hết luôn. Xong xuôi, xong game em bé. Rồi coi em bé này làm gì. Đó, cái chân của con đạp lên dơ thì con tự ăn luôn đi. Ê, trời trời trời. Vậy đó hả? Ừ đó, tự động ăn luôn đi. Rồi cái đó con đạp lên rồi đó, cái vi khuẩn của con đó, con tự ăn cái vi khuẩn của con đi. Đó, ngon lành luôn đó chứ cô chú, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Rớt thì lụm lên ăn thôi. Thanh xuân như một tách trà, đồ ăn mà rớt thì chà chà là đem lên ăn lại thôi. Chứ đâu có gì đâu phải không chay. Con nít là những đứa mà dơ bẩn nhất trên
trên cái thế giới loài người này luôn á. Dơ, cái gì nó cũng ăn, cái gì nó cũng lụm, mà cái gì nó cũng bóp vô miệng nó bỏ vô. Rồi, muốn lên xe đề máy phải không? Rồi, vừa ăn rong biển mà vừa đề máy nè, cho cô chú coi nè. Trời ơi, chưa kịp vô tới rồi, lo đây đóng cửa lại rồi. Không có đợi cái gì đó, y mẹ nha. Rồi, đề máy chưa? 1, 2, 3. Chết cha rồi, cái bô này bị gì đó, thiếu bô rồi, nó kêu kỳ quá. Xe mình phải kêu smooth hơn. Lấy nó lên, ngồi lên, ngồi lên, ngồi lại, đề lại, ngồi xuống đề lại. Ủa, đi ra hả? Hết đề máy hả? Cái bô bị hư rồi hả? Rồi thôi, bô hư thì ra thôi, chứ có gì đâu là. Rồi, ra đây. Ừ, té rồi. Trời ơi, đóng cửa siêu xe vô sang dễ sợ không? Tướng sang chảnh dễ sợ không? Ê, lên ngựa phi đi, lên ngựa phi đi. Lên ngựa phi đi, phi ngựa nè. Trời ơi, con ăn rong biển nè. Lên đi, lên ngựa phi đi con. Lọc cà nhông cha làm con ngựa để cho con lên cưới cha ơi. Nhông cha làm con ngựa để cho con nương tựa suốt đời. Yeah. Rồi, con ăn được. Trời ơi, mà múc cho mi về ấy, chứ mẹ mua cho con đem này về ăn nha, cho anh hai ăn với nha. Thấy không? Múc mẹ mua thiệt là nhiều đồ lên cho về cho con với anh hai ăn nha. Cho mày Di ăn nữa. Rồi cho Đà ăn á hả? Cái đó là ba Di cũng dớn rồi. Ba Di ăn được nhiều đồ rồi, mua cho ba Di ăn nữa, thấy con ha. Dạ đi con. Giỏi. Rồi con về con nhớ chia sẻ đồ nha, con không có được dành của mấy anh nha. Mình bên đây mình ăn nhiều rồi, rồi không ăn nữa hả? Rồi con để đống tàn tro này lại cho mẹ nè, còn đó bỏ vô miệng ăn đi, bỏ miệng ăn cái đó đi. Không ăn cho mẹ đó. Đừng nghe, đừng có bỏ vô cái lỗ đó nghe. Hả? À, khoái chơi đó, chị khoái chơi con này lắm. Đây nè. Ủa sao nó kêu chơi đi được vậy? Sao nó kêu chơi đi được rồi ta? Ba cái đống đồ này phải kiếm chỗ để đâu chứ, chất trong nhà này y như một cái đống rác. Cố làm gì vậy? Mở đi, rồi lấy ăn đi. Nó lục, nó hụt hết cái này tới cái kia ra ăn nha cô chú ơi. Thôi được đó không? Được, ít thôi, vậy thôi. Được về. Này, bánh bà cố mua bên Pháp nè cô chú. Rồi một cái thôi rồi cất. Ngon không? Ngon. Ngon à? Cái nào mà ngon coi được đời nó không, nó tự vô nó mở cửa nó lấy đó. Nó leo lên nó lấy, không có một ai vô lấy cho nó hết. Nó là ghế ngồi nè, cái ghế này sạch dễ sợ luôn. Ghế này giờ đó, tự động nó diễn đó. Đó, bắt đầu tới giờ diễn xuất ra này đó. Đã chưa? Gắt chân ơi, gắt dây chấm chân lên coi. Dữ không? Gì vậy? Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. Nhảy đi. Thôi, có cái mỏ bà kìa, có cái mỏ bà. Nha, giống y như bà già ăn trầu không? At night she's screaming. You scream vậy hả? Trời ơi, con nằm mới thương không? Nằm dắt dẻo. Ôi ơi, ăn này hưởng thụ chưa? Chay giống y chang ba luôn. Thích mấy cái món lạ lùng. Rồi quỳ gối đó.
Nó nghe nè, con mô Phật cho mẹ coi coi. Bữa giờ quên mô Phật nè. Mô Phật đi con. Mô Phật đi con. Đúng rồi, cúi đầu xuống luôn, cúi xuống luôn. Úp xuống luôn, mẹ lấy ngựa nè, mẹ nghe ngựa nè. Đó, thấy chưa cô? Cô thấy chưa? Thấy chưa? Đó, mô Phật đó. Phải có cái hứng kêu mới làm. Nằm xuống luôn phải không? Rồi, đứng lên mô Phật lại, đứng lên. Đứng lên làm lại, đứng lên. Đứng lên chắp cái tay. Chắp cái tay làm sao? Chắp cái tay làm sao? Rồi quỳ xuống. Đứng lên chắp cái tay quỳ xuống, không có nhảy. Đủ rồi, một cái đủ rồi. Đó. Chứ đứa nào quay. Đâu. Đâu. It's okay. Nào rồi, được không? Coi, 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 coi. Rồi, quỳ đi, quỳ đi, quỳ xuống mô Phật đi. Quỳ xuống mô Phật đi, mô Phật. Mô Phật, phù hộ cho con mau lớn. Phù hộ cho con có đức đạo ngoan hiền, lẻ lên. Như vậy. Vậy thôi nè. Phải có cái tim bự ra. Phải có đức đạo ngoan phải hiền nghe con. Biết thương người nha con, coi kia muốn khóc luôn. Người gì khóc nữa. Chứ thương con không? Cái gì đó bị lụt bão lụt lội đó, cái sập cái đè, cái này đè dưới nhà rồi hồi nãy kéo lên đó, bị chết. Dạ. Bây giờ Việt Nam bão lũ nhiều lắm, con thấy trên Facebook á. Bé bé làm gì bé bé hả? Đâu có, đang ngồi dựa ngựa ăn đây bà cô. Vỏ gì bà? Vỏ sao xuống tàu á. Dạ. Sáu chai luôn bà mới sẵn. Trời ơi, đó thấy chưa cô chú, bây giờ ăn một loại bánh mới. Tự động mò đó chứ không có ai mãi, lạ lùng dễ sợ. Có người gì mà thèm ăn giặt dữ vậy hả? Cái này là nữ hoàng ăn giặt đường phố nè cô chú. Không cho cũng tự động leo lên tìm kiếm mò. Đắp mền đó hả? Nó có tâm hồn ăn uống bà ơi. Mẹ lớn nó tâm hồn ăn uống tốt. Phải không? Ừ. Con mốt mà cô chú nào mà muốn ngủ chay là qua chơi là phải. Đúng chính xác. Chay chỉ cho chị, chỉ cho địa điểm đi ăn uống. Chay là con của YouTuber mà cô chú. Chay là YouTube. Hoặc là tút. Đó cô chú đồng sao? Bốn chữ YouTube đó cô chú đồng sao? Một là YouTube, hai là tút, rồi bà cố là đọc là tút á. Ba là gì quên này? YouTube. Chị đọc là gì? JD say YouTube. JD say YouTube. Rồi bây giờ mày hát hay nhảy đây nha. Bây giờ mày hát nhảy nè. Vì ai đã bước đi mãi không về, vì ai lỡ quên bao câu ước thề. Để lên. Điều kêu chi người muốn ra đi trong tiếc thương. Bê bê, có nước này nha. Bê bê, nước này nha, người đẹp. Ngày trôi qua sẽ vui lấp hy vọng, chẳng còn dấu yêu trong em mơ mộng. Baby, 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 baby. Quá luôn chứ không còn. Đây này mày vô, cầm cho, đây mày cầm cho. Mày cầm cho. Bỏ vô con. Dạ. Lụm lâu bỏ lại. Lụm vô. Rồi, good job chị đi. Cô chú thấy chưa? Chỉ cần nói nhẹ vậy thôi, bỏ thùng rác. Bê lớn. Cái này làm cái gì để chân đây rồi? Ba chồng con để là chân đó ba. Đang thẳng. Chồng con để thì con đâu có dám giờ dám dịch ra đâu ai. Tao nghiệp không? Dạ. Tao hiền cái mà sao. Trời ơi còn cái. Trời ơi nó bước lên người tôi nè trời. Trời đất ơi.
Coi vậy đó hả? Chơi vậy đó mà chơi đó hả? Thôi coi vậy đó. Tối là nó chơi. Tối là nó chơi vậy không hả bà hai? Sao thấy nổi? Không, không thấy nổi. Rồi, nằm ngủ đi. Nằm ngủ đi, nằm ngủ kho sao? Làm bổ đi, làm bổ kho đi. Ghế này quá dơ rồi chơi. Té con ơi, con đừng có làm quá đi con ơi. Cá đâu chị mẹ coi. Chay thấy mẹ mới. Ủa sao cái bên đây kia? Mẹ tưởng ba dục mà sao cái bên đây coi ba chưa dục nữa chay hả? Đang thui tù lùi rồi. Mua mấy cái kia để mấy cái kia được rồi, giờ dục mấy cái này, dục cái kia đi. Đang thui vậy. Hả? Sao ba chưa dục nó mày nghe coi. Đó cô chú giờ tự nhiên tự bồng gấu với mà đi đó. Đem sách cái đây nè. Rồi lại ghế ngủ đi. Rồi cái mặc cái quần. Mặc cái quần giống như quần ngủ được chứ bạn. Đó đắp em đắp mền em ngủ đó cô chú. Đắp cho em ấm nha con, giống như tối mà mẹ đắp cho con. Trời ơi, đắp em quá ấm luôn rồi. Dỗ em đi con, dỗ đi con. Hãy ngủ, ngủ đi con. Yeah, he doesn't move. It's so weird, right? Ngủ, ngủ em đi, ngủ em đi. You look like you have jailhouse pants. Like you're in the jailhouse. Oh, wow. Đó, nhìn đó. Ui, trời ơi, con thấy mẹ không? I see you. I see you. I see you. Janie. Oh, look at all about colors. You want to come here and read colors? Don't let happen. It's okay. She's fine. Janie, what color is this? Red. Shh. What color is this? What color is this? Cái gì cũng pink á, mệt quá. Red. Okay, what color is this? What color is this? Pink. No, it's not pink, JD. It's blue. Yeah, it's blue. What color is this? Green. Green. What color is this? Oh, she know this color. What color is this? What color? Màu đó màu gì? What color is that? Giờ lanh chanh đắt chách rồi đó. She doesn't like study time. She's gonna be bad at school. No, she just like she's too busy to focus. When you tell her to study, she's gonna spin around in circles. Yeah, but she study. What color is this? What color is this? What color is this? Rainbow. What color is this? JD, this is the rainbow. Look, rainbow. Rainbow, remember? Rainbow on your shirt. Oh yeah, this is rainbow. Oh wow, say rainbow. What color is this? Pink. Pink. What color is this? Red. What color is this? Red. Pink. Pink. What color is this? What color is this? What color is this? Rainbow. Xạo không à? Nữa không? Nữa, nữa. Again, again. Okay, what color is this? Oh, no, that's flower. What color is this? Yes, she got one right! What color is this? Green, yeah, good job. Green. What color is this? Oh, what color is that, JD? JD, what color? What color is the sun? Okay. One. Say one. No, don't say two. No. Say one. One. Two. One. She doesn't say one. She said it to me once. I didn't let her do anything else but say it. Cả cuộc đời Jay không bao giờ nói số 1, chỉ nói số 2 thôi. What number? One. Two. One. She doesn't like that word. Yeah, one. Why is it? Say one. Two. One. Say one. Say one. Say one. I'm not gonna let you go. Say one. Say, JD, can you say one? Say one.
Say one. Say one. Say one. Say one. Say one. One. Say one. One. What's this? Beach. What's this? Beach. Yeah, two. What's this? Mau đi. Ô, lộn số mấy? She's too, she's JD? Too playful. Can you say one? Bubble. Bubbles. Oh! She can say bubbles. Yeah, she can. Bubble. Oh, bubble. Bubble. Yeah. Don't have, you gotta sit up straight. You can't have a curved back. Yeah, don't be like mommy. That's not good. She's just gonna be like me. Yeah. Oh, I can't. Too busy to study, right, JD? Oh, cá hả? Con màu gì đây? What color is the fish? Orange. Good job, JD. Oh, cái này cái gì đây? Cái này là cái cầu tuột nè. Cái cầu tuột tiếng Anh sao? Slide. Rồi, đây, đây mày đọc này nữa nha. Con không có chịu đứng yên cho mẹ dạy mà không đòi mày đọc. Read. Sun. Con nói đi, sun. Làm gì vậy? Nói đi, sun. Tree. Đúng rồi. Oh, JD, that's an awesome thing you built. Look at that. That's so cool. Good job. Good job. What? Oh, no! Oh, no! Say, oh, don't throw it. Be nice with your toys. Oh no! Be careful. And that's why I have to wear protective eyewear.